hay đau bụng hãy coi chừng một bệnh đáng sợ. Mối liên hệ chặt chẽ giữa hai vấn đề tưởng chừng không liên quan một lần nữa khẳng định cái gọi là mối liên kết não ruột và cho thấy là ăn uống lành mạnh hơn để cải thiện tình trạng hay đau bụng cũng giúp bảo vệ bộ não của bạn. Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Communications Biology nhấn mạnh một chế độ ăn uống hợp lý không những đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị các rối loạn đường ruột mà còn giúp bạn ngăn ngừa một trong những căn bệnh nguy hiểm gây tử vong sớm và không thuốc chữa là Alzheimer. Công trình dẫn đầu bởi một tiến sĩ ở Úc cho thấy là một rối loạn đường ruột và bệnh Alzheimer cho thấy là một sự trùng lặp và tương quan về gen tích cực, tức là người bị bệnh này có cơ thể vốn được thiết lập để bị cả một bệnh kia. Họ đã kiểm tra khoảng 400.000 tình nguyện viên đã xác định các vùng và gen di truyền được chia sẻ bởi cả hai vấn đề sức khỏe. Trong đó, gen có tên là PDE48 thể hiện sự liên quan mạnh mẽ và cũng có thể dựa vào để thiết kế các phương pháp điều trị rối loạn đường ruột hiệu quả. Phát hiện của chúng tôi cung cấp thêm bằng chứng hỗ trợ khái niệm trục não ruột, một liên kết hai chiều giữa các trung tâm nhận thức và cảm xúc của não và hoạt động của đường ruột. Tờ CNews dẫn lời giáo sư Simon Locke, một thành viên khác của nhóm nghiên cứu. Theo Medical Express, ngoài yếu tố di truyền, họ cũng phát hiện các mối liên hệ quan trọng khác giữa Alzheimer và các rối loạn đường ruột, ví dụ như mức cholesterol cao, thứ phản ánh khả năng chuyển hóa lipid và hoạt động của hệ miễn dịch có vấn đề bên cạnh những thói quen không lành mạnh. Các kết quả nghiên cứu đưa ra nhiều lợi ích thực tế, đầu tiên bệnh này có thể là dấu hiệu nên coi chừng bệnh kia, sẽ là căn cứ để các bác sĩ phân loại nhóm bệnh nhân nguy cơ, từ đó có các biện pháp phòng ngừa. Điều này cực kỳ quan trọng đối với Alzheimer, bởi đây là một căn bệnh gây tử vong sớm ngày một xuất hiện nhiều trong cộng đồng nhưng vẫn chưa có thuốc chữa. Bệnh được cho là do sự tồn đọng của các chất có hại trong não gây sa sút trí tuệ dần, đặc biệt là trong khả năng học tập và ghi nhớ. Mối liên hệ về cholesterol cho thấy việc điều trị giảm cholesterol bằng các thuốc thông thường như statin sẽ có lợi trong việc đẩy lùi cả hai vấn đề. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chế độ ăn có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc điều trị và ngăn ngừa bệnh Alzheimer cũng như là các rối loạn đường ruột. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.